chào anh em, đây là cái máy chụp phim hiệu Panorama Noflex của Đức. Nó có cái nó có 3 dòng, nhưng mà dòng này là dòng Pro 06-150. Thì cái này là cơ cấu hoạt động của nó khá lạ, bởi vì nó chụp khổ phim panorama bằng phim 120, và chủ yếu là cái trống quay ở đây nó xoay tròn 360 độ để nó quét hình và nó thu ánh sáng vào trong cái phim. Cái cấu trúc hoạt động của nó khá là hay, thành ra là mình mượn và xin giới thiệu với anh em. Rồi, đây là mặt trước của cái Noflex Pro 06-150. Các bạn thấy là mặt trước nó lồi ra đây. Nó lồi ra, đây là cái phần một nửa của cái trống quay hình tròn nằm ở trong cái buồng tối này. Đó, hiệu của nó là Noflex Pro 06-150, là một cái dòng trong ba cái dòng panorama của Noflex. Mặt trước chúng ta thấy có cái, nó không có cái ống kính giống như các cái máy ảnh khác, mà nó có một cái lỗ, nó lòi cái một cái bánh xe để chúng ta điều chỉnh khẩu độ. Thì cái ống kính này là ống kính Tesla, khẩu độ lớn nhất của nó là 4.5, tiêu cự là 50mm, và khẩu nhỏ nhất của nó chạy đến 22. Đó là mặt trước. Đó, mặt trên thì chúng ta thấy là nó có một cái hộp ở trên này. Cái hộp này chính là cái ống ngắm. Bên cạnh cái ống ngắm ta thấy có một cái thước thủy để chúng ta chụp cân bằng cái đường chân trời. Đó, bên trái là chúng ta thấy có một cái bánh xe. Bánh xe này vừa là cái nút để chúng ta khởi động máy. Nó có cái chấm trắng ở đây, có nghĩa là khóa máy, và khi chúng ta bật lên là chúng ta mở máy. Thì khi mở máy lên thì ngay cái bánh xe này nó có 5 cái tốc độ bằng trập, từ 15, 30, 60, 105 và 250. Đó, chỉ có 5 cái tốc độ đó thôi. Rồi bên này thì có một cái nút gạt qua và gạt lại. Ở bên này có một dấu chấm. Thì ngay của dấu chấm này là chụp một tấm, có nghĩa là cái trống quay nó sẽ quay một vòng. Còn chữ M này không phải là manual, mà M này là chúng ta phơi sáng nhiều lần, có nghĩa là chụp nhiều lần, cái trống nó sẽ quay nhiều lần tùy theo mỗi lần chúng ta chụp trên cùng một tấm phim. Đây là cái nút bấm chụp hình. Còn cái bánh xe này là bánh xe để chúng ta lên phim. Đó. Đó. Thì cái máy này nó hoạt động nhờ 4 cái viên pin 2A nằm ở hai bên này. Đó. Thì bây giờ mình mở cái buồng ra cho các bạn thấy cái buồng tối của nó. Là đây là cái nút để mà chúng ta mở phim, để gắn phim. Thì ở trong này mình chưa có bỏ phim. Bên trái chúng ta thấy có hai cái cụm lớn này, vừa là cái hộp để chứa phim, và cũng là vừa là cái thanh chặn để nó chặn hai cái đầu phim ở hai bên này. Và như vậy lúc đó cái phim nó sẽ cuốn một đường cong trên cái bề mặt trống này. Đó, trống này chúng ta thấy là cong mà một nửa cái hình cầu, và ở ngoài này một nửa hình cầu, như vậy là thành một cái trống hình tròn nó sẽ xoay. Đó, thì khi phim cuốn xung quanh như thế này thì đây là cái khổ phim panorama của chúng ta đây. Đó, một cuộn phim 120 thì chúng ta chụp được 6 tấm. Đó, bây giờ mình sẽ bấm thử, các bạn thấy cơ cấu nó, cái trống nó sẽ xoay như thế này. Mình để tốc độ 15, tức là 1 phần 15 giây để các bạn thấy nó quay chậm. Đó, thì khi mà xoay như vậy, đó, khi chúng ta thấy là xoay như vậy thì ngay ở đây, mình xoay cái này cho các bạn thấy là lên phim mới bấm được ha. Chúng ta thấy là có một cái khe và bên trong là cái ống kính. Thì khi mà cái trống nó xoay từ bên này qua bên này thì ánh sáng nó sẽ đi vào phim. Đó, qua cái ống kính ở trong đó. Đó, ok. Đó. Đó là cái cấu trúc để mà cái cụm ống kính để ánh sáng đưa vào trong phim. Thì trên cái máy phim chúng ta thấy là cái bình thường thì nó có cái hệ thống cái màn trập đó bằng lưới. Thì ở đây là một cái trống quay, nó sẽ quay từ bên phải qua bên trái với cái chiều đối diện chúng ta nhìn đó. Thì ánh sáng nó sẽ đi vào như vậy. Đó. Ok. Rồi, đằng trước này thì chúng ta coi nó hoạt động như thế nào. Đó, cái khe nó sẽ chạy như vậy. Đó là chúng ta đang để cái chế độ chụp mà phơi sáng nhiều lần, cái M. Nếu mà chúng ta để qua cái dấu chấm, chúng ta chỉ bấm được một lần thôi. Nếu mà muốn bấm nữa thì chúng ta phải lên phim. Nếu mà để M thì chúng ta chụp nhiều lần. Đó, vậy đó. Rồi mình thử chụp cái tốc độ nhanh, ví dụ như là 250 đi, nhanh nhất. Để các bạn thấy. Đó.
thì mình chụp thì mình thấy là ngay cái điểm dừng cuối cùng á, máy nó hơi giật một chút xíu, thành ra là cái phần cơ khí nó hơi giật, chúng ta phải giữ chặt. Rồi với cái máy Noblex này á thì có hai cái cần nó lòi ra bên ngoài như thế này. Thì đây không phải là để chúng ta cầm cái máy như thế này, bởi vì cái cần này không phải là để cầm, mà cái cần này nó để xác định cái vị trí mà cuối cùng của cái tấm phim. Nếu mà chúng ta cầm ở đây thì cái tay nó sẽ bị dính vào trong của phim. Đó, đây là cái vị trí cầm tay là như thế này. Đó, chúng ta cầm như vậy. Đó. Đó, tốc độ 125 chậm hơn tốc độ 60, 1/60 chậm hơn tốc độ 1/30. Đó, rồi. Xin cảm ơn các bạn.